Đến sáng nay, ngày 22 tháng 7, đội cảnh sát hình sự của công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đó là Nguyễn Thành Luân, 26 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột và Huỳnh Đình An, 25 tuổi, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Cả hai đối tượng này đều ở nhóm của Nguyễn Đoàn Tú Khoa, 32 tuổi, trú tại xã Chư Ê Bua, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau vụ hỗn chiến, Luân bỏ trốn đến tỉnh Phú Yên, còn An bỏ trốn đến tỉnh Bình Phước. Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Khoa cầm đầu của băng nhóm này khai nhận do người chỉ quen biết ngoài xã hội của Khoa nợ tiền chị hò của Thái Phi Trung, 29 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, nên Trung đã ném mắm tôm vào nhà chị của Khoa để đe dọa nhằm đòi tiền. Đến tối ngày 27 tháng 6, Khoa hẹn Trung nói chuyện và đề nghị không ném mắm tôm vào nhà chị của Khoa nữa, nhưng Trung không đồng ý. Nghĩ mình bị coi thường nên tối ngày 28 tháng 6, Khoa đã tập hợp hơn 30 thanh niên mang theo dao, rửa, kéo đến trước nhà Trung ở đường Amasa, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, Trung cũng đã tập hợp khoảng 20 đối tượng sử dụng dao, rửa, chai thủy tinh đựng xăng để đánh trả. Trong lúc hai nhóm đang đánh nhau thì nghe tin công an đến nên tất cả đã bỏ chạy thoát thân. Hậu quả của trận hỗn chiến làm hai người trong nhóm của Khoa bị thương tích nhẹ. Đến nay, có 21 đối tượng của hai nhóm tham gia đánh nhau đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó có Khoa và Trung cầm đầu hai nhóm. Tụi em đổ đi lên đường Trần Phú. Lên đường đầu dốc Trần Phú thì dừng lại. Dừng lại thì Khoa vô bụi cỏ, ôm ba bó rửa có tầm 40 cây. Bắt đầu tụi em chạy đi theo đoàn xe máy lên tới Phạm Ngũ Lão, cua vô đường hẻm. Có tầm qua 3-4 ngã tư là dừng lại. Dừng lại thì tất cả xuống xe, ai cũng cầm một người một cây hết. Thì em ở xe ô tô, em cũng xuống xe cầm một cây cho mình rồi lên xe ô tô lại. Và tất cả anh em cầm rượu rồi đổ từ Phạm Ngũ Lão lên tới Amir Đoàn với Amakhe thì dừng lại. Tất cả xuống xe đi tới hướng Amasa thì có một đám người, cỡ hai mấy người cũng cầm rượu rít đá bom xăng đứng đợi sẵn. Tụi em tới thì bên đó ném bom xăng ra tụi em ném đá thì xong rồi bên đó bỏ chạy vô đường hẻm. Xong rồi tụi em chạy tới đường hẻm thì tụi em dừng lại, tụi em quay ra về thì đi về được một đoạn thì bên Trung B lại tiếp tục kéo ra ném gậy với lại đá tới tụi em, xong tụi em lại quay lại ném đá. Lúc đó tụi em lượm đá bên đường ném rồi tới đường hẻm thì ai hô hào kêu công an xong tụi em tháo chạy. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.